Trời ơi. Wow, có gì vậy Ken? Cua. Cua ở đâu quách tờ vậy? Cua. Cua đâu quách tờ vậy con? Cua trong ruộng. Ở trong ruộng á hả? À, qua đây nè. Sau đó này ăn con cua của tôi càng nè. Ôi, cua này đâu mà quách tờ vậy? Cua bự vậy bác. Cua này con đi bắt đó hả? Cua bự nè. Đâu? Cua bự nè. Con bắt ở đâu ạ? À? Ở trong ruộng. À, con bắt cua này trong ruộng á hả? Ba con này cua xong lắm này bác. Đúng không? Cua thiệt á. Cua thiệt luôn á hả? Chứ không phải cua giả hả? Dạ. Nó có kẹp không? Có. À, không, nó không có thể giải càng rồi. Sao rồi gãy càng rồi? Gãy càng rồi. Con làm gì mà nó gãy càng rồi? Ê, con này có càng nhiều rồi bác. Nó có càng nhiều hả? Ừ. À, Su ơi, cua kìa Su. Ôi, cua Su nó bò vô cua luôn, nó gan dữ vậy. Nó chui vô hỏi cua kẹp nó luôn á. Kiểu ra đi. Nó kẹp con Su luôn á hả? Rồi bỏ con cua vô tắm đi. Sao ạ? Con cho nó miếng nước đi. Ui nó bò. Ui nó bò ra kìa. Ôi, nó chạy ra kìa. Rồi bắt nó vô. Chạy ra nữa rồi hả? Sao trèo giỏi dữ vậy? Bỏ cua cho gà ăn được không? Sao ạ? Bỏ hết vô đây luôn hả? Wow, cho con cua bao luôn hả? Thôi con ếch nó bự nó nhảy ra đó con. Đâu? Ở đâu? Ếch đây. Wow. Nó nhảy ra đó. Nó không có nhảy đâu. À nó không nhảy. Nó đâu bự không? Nó gì bự chứ ạ? Con ếch bự nó không nhảy được. Ếch bự không nhảy được hả? Dạ. Con ếch với con cua cắn lộn luôn. Không, có kẹt con cua, có kẹt chết con ếch luôn á. À, cua kẹt chết ếch luôn hả? Ba, có bò ra hết luôn kìa ba. Bơi á. Bơi á, bò ra hết rồi đó. Bơi á. Bơi đi nấp á. Ba uống nước kìa ba. Uống nước á hả? Bắt cục tu, bắt được rồi. Rồi, bắt nó bỏ vô thao lại đi. Bắt kìa. Không bỏ vô đó, nó bò ra đó, bỏ vô thao nó không bò được. Rồi bỏ vô thao lại đi. Gấp bỏ vô thao đi đem vô nhà rộng. Rồi cho con cua tắm xong rồi cái bỏ vô thao đi. Nó bỏ nhẹ nhẹ thôi nó gãi càng kìa. Nó gãi hết cái càng rồi đó, thấy không? Rồi cua này gãi thai càng nhỏ luôn rồi. Rồi con dám bắt tay luôn hả? Không sợ kẹp hả? Không có kẹp đâu. Tao đưa tao coi thử coi, con bắt tay đưa tao coi thử coi. Không kẹp đâu. Tao đưa cao lên tao thấy, tao mới thấy chứ. Luôn hả? Cua nhỏ kia rồi đâu có kẹp đâu. À, cua này cua nhỏ không có kẹp hả? Kẹp. Ủa, nó kẹp hả? Sao con nói cua đó nhỏ xíu xíu nó không kẹp?
ơi, con này bị gãy hai cái giò nữa rồi. Đâu? Kẹp được cái càng rồi. Kẹp được cái càng rồi hả? Ba con muốn ăn cái gì vậy? Cái bông á. Mấy cua bò đâu hết rồi? Ừ, bò vô cái này nè. Đang buồn ngủ nè. Ở ra tới đây ngủ luôn. Nó xong hết chưa? Chưa. Lâu dữ ạ? Mấy con nữa con? Wow, đó, con được cái đánh su đao nó. Còn một con cuối cùng đấy hả? Rồi bắt lẹ đi rồi đi vô. Wow, con nó chạy dữ à, chạy nhanh dữ à. Rồi, bắt được rồi, con cuối cùng luôn rồi. Rồi, trèo ra, trèo ra. Rồi, thôi đổ vô nữa. Trèo lại. Trèo lại nữa hả? Đổ vô xong bắt, đổ vô xong bắt vậy hả? Thôi, bắt lẹ ra đi rồi đi vô. Bắt người tay luôn, nó không có sợ, không sợ kẹp hả? Rồi gãy cạn luôn rồi. Rồi các bạn ơi, bạn Kem bây giờ là bạn bắt cua lần hai nha. Bắt xong rồi thả, thả xong rồi bắt là lại nữa. Bắt mẹ để đem cua vô xay mình nấu canh ăn. Con ăn canh cua không? Hả? Bà bò bắt đi. Bắt đi. Wow, wow, wow. Bắt, 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 bắt. Đây ba bắt phụ con nha. Bắt nhanh lắm hả? Đâu? Kẹp rồi hả? Kìa con lấy cái đầu gấp kìa, con gấp nó vô. Quá, nó kẹp cái cây luôn nè. À, đó, bắt lẹ vô. Thank you.
su với bắt cua này su. Cái bắt bắt cua lâu quá. Còn mấy con nữa? Hai con hả? Đây các mình đếm cho mấy con cua nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 con. 20 con chứ. 20 con cua.